Chú các bác thì có nhắn tin với em thì có muốn nhờ em làm một cái video đập hộp chiếc Orion SK phiên bản 2019 mặt màu hồng cánh sen cũng như màu xanh màu màu vàng. Tức là muốn các anh các chú các bác muốn xem một chiếc Orion SK phiên bản 2019 bản quốc tế, tức là bản nhập khẩu qua Tân Hải Minh, Galewatch. Thì từ A đến Z nó có những gì? Cái cách để phân biệt hàng chính hãng với hàng fake. Đấy, cái cách để mình có thể kiểm tra, tự kiểm tra được là hàng chính hãng hay không. Đấy, thì qua cái video này thì em sẽ giúp cho anh em biết được một chiếc Orion SK phiên bản 2019 màu hồng cánh sen full box từ A đến Z là như thế nào. Thì đi theo con Orion SK phiên bản màu hồng cánh sen, đó là một chiếc hộp giấy màu trắng có logo Orion ở trên. Đấy, bên trong nó sẽ có một chiếc hộp thiếc. Thì đây là phiên bản dành cho châu Á anh em nhé. Thì thông thường những phiên bản dành cho châu Á thì nó sẽ đi kèm với chiếc đồng hồ, đó là một chiếc hộp thiếc với bốn đinh ở bốn cạnh và logo Orion ở chính giữa. Còn thông thường những cái phiên bản khác như là châu Âu, Bắc Âu hay là Bắc Mỹ thì nó sẽ có những cái dòng hộp khác, và thậm chí là bản Nhật nội địa nó còn là hộp giấy tái chế cơ. Thì đây, đây đó là cái bản hộp dành riêng cho thị trường châu Á thì nó trông khá là xịn sò. Đi sâu hơn về chiếc Orion SK, nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta đây, chiếc Orion SK phiên bản 2019 màu hồng cánh sen. Thì đây, em sẽ nói tập trung vào cái nhân vật chính của chúng ta hơn. Đi kèm đó sẽ là một cuốn sổ bảo hành quốc tế. Thì một lát nữa em sẽ nói kỹ hơn về cuốn sổ bảo hành quốc tế này, nó khác với cái hàng xách tay là như thế nào. Đấy, và chắc chắn là hàng fake thì nó sẽ không có những cái combo như thế này rồi, cho nên anh em cũng không phải lo lắng quá đâu. Những cái 1,5 triệu, 2 triệu thì chắc chắn là nó sẽ không có cái hộp xịn sò, chứ đừng có nói đến hộp sổ sách. Đây, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đây, chiếc Orion SK phiên bản 2019 được làm lại với mã hiệu là RA gạch AA0B02 R19B. Đấy, mã hiệu của chúng ta ở đây. Thì đây là một chiếc Orion SK bọn em lấy trực tiếp từ Galewatch, tức là nhà phân phối Tân Hải Minh anh em nhé. Ở đây nó sẽ có toàn bộ cái thông tin. Đấy, công ty thương mại Tân Hải Minh, tầng 241 Thi Sách, Hai Bà Trưng. Đấy, thì một lát nữa em sẽ nói kỹ hơn về cái Tân Hải Minh này. Thì bây giờ em sẽ nói qua về những cái thay đổi của chiếc Orion SK phiên bản 2019 này so với chiếc Orion SK mà anh em có thể thấy những năm 1970, mà anh em có thể nhìn thấy bằng mắt thường, anh em có thể thấy những cái thay đổi. Ví dụ thứ nhất, khóa thì thay vì cái khóa giật những năm 1970 hơi bất tiện, thì khóa của Orion SK 2019 nó đã sử dụng khóa bấm hai bên, giúp cho việc tháo lắp rất là dễ dàng. Đấy, đó là một cái ưu điểm. Cái thứ hai đó là mình có thể nhìn thấy, đó là cái sự thay đổi của mảng màu hồng cánh sen trên cái bề mặt của chiếc Orion SK 2019. Sở dĩ có cái thay đổi này đó là Orion SK 2019 đấy, nó những cái mẫu Orion SK bây giờ bị làm fake rất là nhiều, với cái mức giá tầm 1,5 triệu, 2 triệu, 2 triệu rưỡi, và thậm chí có người bán lên 3 triệu rưỡi. Đấy, thì Orion đã nghĩ đến những cái vấn đề đấy, và họ sẽ làm một cái thiết kế mà giúp anh em có thể dùng mắt thường để có thể phân biệt giữa hàng chính hãng và hàng fake. Đấy, mà chưa cần phải nói đến về cái độ hiểu biết về đồng hồ, đó chính là cái mảng màu này. Thì những cái năm 1970 thì cái mảng màu hồng cánh sen này nó sẽ nằm toàn bộ cái bề mặt dial, tức là cái mặt số bên trong ấy, thì nó gọi là mặt dial. Thì cái mảng màu hồng cánh sen này nó sẽ nằm ở trong toàn bộ cái mặt này, nó phủ toàn bộ. Thì cái SK 2019 đấy, thì thay vì nó phủ toàn bộ thì nó sẽ có một cái thiết kế, đó là cột dọc. Đó, tức là nó sẽ có một cột dọc màu hồng cánh sen ở chính giữa, và bên ngoài, bên trái và bên phải của nó phủ toàn bộ là màu đen anh em nhé. Và hơn nữa, nó là một chiếc có trải tia rất là đẹp khi mà anh em ra những ánh sáng. Thì anh em có thể nhìn trực tiếp bằng cái cách này, anh em có thể phân biệt luôn là hàng chính hãng hay không. Bởi vì hàng fake hiện tại bán tràn lan, hàng fake và hàng dựng ở trên thị trường với giá rất là rẻ ấy. Thì cái bề mặt dial này hoàn toàn nó sẽ là màu hồng cánh sen toàn bộ luôn. Đấy, tức là về mắt thường anh em có thể phân biệt luôn là hàng chính hãng với hàng fake.
mà không cần phải quá nhiều cái hiểu biết về đồng hồ. Đó, đó là một cái ưu điểm. Đó là cái thay đổi thứ hai. Cái thay đổi thứ ba so với năm 1970 đó là phần núm chỉnh lịch thứ ở góc 2 giờ. Thì những năm 1970 thì lịch thứ và lịch ngày được chỉnh bằng hai núm độc lập. Thì hiện tại bây giờ Orient đã tích hợp cái núm ở góc 2 giờ vào núm ở góc 3 giờ luôn. Thì hiện tại cái góc 3 giờ này, cái núm này nó có thể chỉnh trực tiếp lịch thứ và lịch ngày luôn. Đó là một cái ưu điểm nữa. Bởi vì những cái năm 1970 thì cái núm chỉnh lịch thứ ở đây thì nó sẽ hơi bất tiện khi mà anh em đeo lên này. Thì nó sẽ tì vào cái cổ tay và nó sẽ làm cho lịch thứ nhảy mà mình không kiểm soát được. Đó là một cái rất là bất tiện. Và cái thay đổi cuối cùng so với những năm 1970 đó là về bộ máy. Những năm 1970, chiếc Orient SK của các chú các bác hiện tại là chạy bộ máy đó là F469. Cụ thể là 46943. Thì bộ máy 46943 hiện tại vẫn là một bộ máy khá là bền bỉ. Tuy nhiên, so với cái thời đại hiện nay thì nó sẽ hơi lỗi thời, bởi vì bộ máy F46943 ấy nó chỉ là một bộ máy automatic thôi. Đấy. Còn chiếc máy hiện tại của SK đời 2019 này được trang bị đó là F6922. Và bộ máy F6922 này ngoài automatic ra nó còn có lên cót bằng tay và hacking stop, tức là khi mà mình kéo ra để chỉnh giờ, kim giây sẽ dừng lại, giúp anh em chỉnh giờ chính xác đến từng giây. Đó là một cái ưu điểm nữa. Hơn nữa bộ máy F6922 này nó đã fix được khá là nhiều lỗi trên cái đời máy 469, cũng như là cái khả năng chống sốc của nó tốt hơn, chống từ tốt hơn, độ bền cao hơn. Đó, khá là nhiều ưu điểm trên chiếc Seiko Orient SK 2019. Đó là những cái thay đổi của Orient SK 2019 với những năm 1970 anh em nhé. Bây giờ thì em sẽ nói kỹ hơn về chiếc Orient SK 2019 này. Thì đây là một chiếc có size 41.7 mm. Tuy nhiên khi mà đeo lên tay thì anh em nhìn thấy cổ tay của em là cổ tay 15.7, đeo rất là đẹp. Bởi vì ưu điểm của cái dòng SK này đó là càng của nó là càng gãy, tức là nó gần như là nó không có càng. Vì vậy mà khi mà đeo lên thì đồng hồ nó gần như là nó nằm lọ gọn trên cái cổ tay của mình luôn, mà nó không chìa ra ngoài. Vì vậy mà cổ tay anh em từ 15 đến 17 năm đeo vẫn rất là đẹp. Đấy, cái ưu điểm của nó là không có càng, đấy, càng gãy. Về kính thì nó vẫn giữ kính như là những năm 1970, kính cứng. Vì vậy mà sau này nó vẫn có thể xước nếu mà trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên vì nếu mà anh em muốn hỗ trợ thay kính Savia tráng thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng 300, 350 thôi, nó cũng khá là rẻ. Còn nếu mà anh em muốn 1 năm, 2 năm mình đánh bóng một lần thì nó chỉ rơi vào 100, 150 thôi, thì nó cũng quá là rẻ luôn. Cho nên là anh em cũng không quá quan trọng về cái kính. Còn về những cái mặt dial cũng như là bộ máy thì em có nói lúc nãy rồi. Mặt dial thì nó sẽ hơi khác biệt một chút so với những năm 1970, đó là màu hồng cánh sen chỉ là một cột dọc ở chính giữa và có chải tia rất là đẹp. Thay vào đó là hai mảng màu đen ở bên tạo ra cái độ điểm nhấn cho chiếc đồng hồ chúng ta. Nói thật sự là so với cái màu hồng cánh sen, màu sơn màu hồng phớt của những năm 1970 ấy, thì cái màu hồng cánh sen của chiếc Orient SK 2019 bây giờ, hiện tại bây giờ thì nói thật sự là nó đẹp hơn rất là nhiều. Bởi vì thứ nhất là nó đậm hơn, nó có chiều sâu hơn, thứ hai là nó có chải tia, đấy, nó tạo ra cái điểm nhấn cho chiếc đồng hồ chúng ta rất là nhiều. Nói chung là nó sẽ đẹp hơn những năm 1970 với cái mảng màu hơi nhợt nhạt và không có chải tia nhiều. Đó. Tiếp theo đó là đây là một chiếc đồng hồ qua phân phối của Tân Hải Minh, cho nên nó sẽ có những cái thông tin đi kèm mà anh em có thể xác thực luôn khi mà nhận đồng hồ. Bởi vì em có ship COD, tức là khi mà nhận hàng mình sẽ được kiểm tra một lần nữa trước khi thanh toán. Đó là thứ nhất, đó là con tem cầu vồng của Tân Hải Minh, anh em có thể để ý ở đây. Cái này đó là con tem nhập khẩu của Tân Hải Minh anh em nhé, con tem cầu vồng này. Thì nói thật sự nếu mà là một con hàng xách tay thì nó sẽ có con tem trắng của Oren thôi. Còn nếu mà là bản của Tân Hải Minh nhập khẩu và phân phối ấy, thì nó sẽ có thêm một con tem nhập khẩu cầu vồng nữa của Tân Hải Minh. Đấy, rất là rõ ràng phía đằng sau. Cái thứ hai, nó sẽ có một cái mã số xác thực đi kèm. Đấy, cái mã số xác thực đi kèm này thì chúng ta có thể check luôn tại chỗ khi mà nhận hàng, đó là cái mã cào, mã số xác thực. Thì cái mã cào này dùng như thế nào? Thì tức là khi mà nhận đồng hồ ấy thì anh em sẽ cào cái mã để lấy cái mã số ở dưới cái bạc này, nó như là cái tấm thẻ điện thoại thôi.
Khi mà anh em cào xong thì anh em sẽ soạn cho em tin nhắn đó là XT cách mã số gửi đến 8137. Thì khi mà 8137 nó nhận được cái mã số này rồi thì nó sẽ gửi về cho anh em một cái mã số series trùng với cái mã số phía dưới này, tức là V19617797. Tức là mỗi con nó sẽ có một cái mã số series riêng nhá anh em nhé. Thì khi mà 8137 gửi về cái mã số series mà anh em so sánh giữa hai cái mã số nó trùng với nhau thì tức là chiếc này đã được xác thực của chính phủ, tức là hàng chính hãng. Đấy là anh em có thể tự kiểm tra. Và thêm một cái nữa đó là về cái nguồn gốc xuất xứ của chiếc Oren này thì đây. Đây cũng là một cái câu hỏi mà rất nhiều anh em hỏi, tức là anh em có để ý ở đây đó là cái dòng chữ xuất xứ nhưng mà ghi là Nhật Bản gạch Trung Quốc không? Thì đó, đó là cái lý do mà rất là nhiều anh em hơi băn khoăn về chiếc Oren SK 2019 này. Thì em có nói luôn như thế này, xuất xứ tại sao nó ghi là Nhật Bản gạch Trung Quốc, bởi vì chiếc Oren thì anh em biết rồi, Oren là thương hiệu đến từ đất nước Nhật Bản. Tuy nhiên chiếc Oren SK 2019 này thì lại được sản xuất và lắp ráp tại nhà máy Oren ở Trung Quốc, thì nó cũng như Samsung thôi. Ví dụ Samsung thì nó là một công ty của Hàn Quốc, tuy nhiên nó có nhà máy ở Việt Nam, có nhà máy ở Trung Quốc, có nhà máy ở Thái Lan, vân vân. Đấy, thì Oren cũng vậy, Oren là một hãng đồng hồ nổi tiếng nhất nhì của Nhật Bản, nhưng mà nó có nhà máy ở Trung Quốc, có nhà máy ở Malaysia, vân vân. Thì chiếc Oren SK 2019 này hoàn toàn nó không có bản G anh em nhé, tức là bản sản xuất Made in Japan, mà nó toàn bộ cái sản phẩm bản 2019, Oren SK 2019 này, toàn bộ sản phẩm là được sản xuất tại nhà máy Oren ở Trung Quốc. Và rất là nhiều anh em hỏi một câu đó là chất lượng của nhà máy Oren ở Trung Quốc với nhà máy Oren ở Nhật Bản thì chất lượng đồng hồ nó có khác nhau hay không, thì em xin nói là không. Bởi vì sao? Bởi vì thực ra ấy, cái lý do mà thằng Oren chuyển nhà máy sang Trung Quốc là bởi vì nó muốn giảm cái giá thành của sản phẩm đi để tăng cái tính cạnh tranh hơn cho các sản phẩm của Oren. Từ thuế má, từ nhân công, từ điện nước vân 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 thì nó sẽ giảm hơn là so với nó sản xuất một con Oren ở Nhật Bản. Vì vậy nó tăng cái khả năng cạnh tranh cho chiếc đồng hồ của chúng ta lên rất là nhiều. Hơn nữa thì thằng Oren nó sẽ có một cái bộ phận riêng gọi là bộ phận thẩm định. Cái bộ phận này thì nó hoàn toàn là người Nhật Bản anh em nhé. Tất cả một con đồng hồ nào của Oren khi xuất xưởng tại nhà máy của Oren ở Malaysia, ở Trung Quốc hay là ở Nhật Bản sẽ do cái bộ phận này nó sẽ đứng ra nó quyết định là sản phẩm này có được phép lưu hành hay không. Thì mọi cái tiêu chuẩn, mọi cái công nghệ thì ở các nhà máy hoàn toàn là giống nhau. Còn về cái thằng thẩm định thì nó chỉ có một thôi. Và tất cả các tiêu chí thì hoàn toàn các con Oren khi mà đạt tiêu chí thì nó mới được phép xuất xưởng, chứ không phải là ở Oren ở Trung Quốc thì nhà máy Trung Quốc thì nghe có vẻ nó không xịn sò bằng ở Nhật Bản, thì cái đấy nó nghe nó không hợp lý lắm. Đó là về cái nguồn gốc xuất xứ, là cái câu hỏi mà cũng rất là nhiều anh em tìm hiểu. Đấy, tiếp theo đó là nhà xuất khẩu, đó là Seiko Epson. Thì tại sao Oren mà lại xuất khẩu là nhà Seiko Epson, thì anh em có một cái thông tin muốn chia sẻ luôn cho anh em, đó là thực ra ấy, Oren nó là một công ty con của tập đoàn Seiko anh em nhé. Đấy, rất là nhiều anh em sẽ hơi bất ngờ về khoản này. Thực ra thì Seiko đã mua lại Oren cách đây tầm khoảng 15-20 năm rồi. Em không nhớ rõ, nhưng mà nó đã mua lại Oren cách đây 20 năm. Thì toàn bộ bây giờ thì tất cả sản xuất Oren thì gần như là tất cả các nhà máy của Seiko Epson, tức là Epson là cái công ty chuyên sản xuất về máy của Seiko đảm nhiệm. Vì vậy mà nói thật sự là anh em có thể để ý ở đây, tất cả những cái con Oren đời từ đời 2018 trở về đây thì tất cả các con đấy sẽ có một thêm một cái dòng chữ, đó là dòng chữ Epson mà em có nói rất là nhiều rồi, Epson in ở sau đáy. Thì tức là những cái con đấy đã được can thiệp bởi Epson vào rồi. Và nói thật sự là khi mà Seiko Epson đã can thiệp vào bộ máy rồi thì nói thật sự là bộ máy của nó thật sự rất là tốt trong tầm giá luôn. Đấy, đó là cái thứ hai. Và cái địa chỉ của nhà xuất khẩu đây, anh em có thể tra luôn ở trên trang web. Đấy, đó là lý do tại sao mà Oren lại là xuất khẩu của Seiko Epson nhé anh em nhé. Oren nó là công ty con của Seiko. Tiếp theo đó là nhà nhập khẩu. Thì đấy, lúc nãy em có cho anh xem cái tem của nhà nhập khẩu, đó là THM.
Đấy, nhà nhập khẩu thương mại Tân Hải Minh, địa chỉ đó là tầng 2 41 Thi Sách Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam. Và đây là một vài cái thông số như là thép da kính này, chúng ta có đồng hồ kim này, chúng ta có tránh va đập, và nơi có từ trường này, sử dụng này, đồ trả này, bảo hành này, để nơi khô ráo và tránh ánh nắng trực tiếp. Đó là những cái thông số đi kèm chiếc Orion SK 2019 mà anh em có hay hỏi, đó là nguồn gốc xuất xứ. Và cái cuối cùng đó là cái cuốn sổ bảo hành. Thì đây, cuốn sổ bảo hành của chiếc Orion SK 2019. Thì chiếc Orion SK 2019 nào đi kèm nó cũng sẽ có một cuốn sổ bảo hành quốc tế. Thì cuốn sổ bảo hành quốc tế này nó có những cái thông tin gì? Trên cái cuốn sổ bảo hành quốc tế này nó sẽ có một cái thông tin rất là quan trọng mà anh em bao giờ cũng sẽ tìm hiểu, đó là chiếc Orion của chúng ta sẽ được bảo hành ở đâu. Đấy, thì ở đây chúng ta có sẽ có thấy rất là nhiều thị trường, ví dụ như là thị trường châu Á này, chúng ta có Bangladesh, Campuchia, Trung Quốc này, Indonesia vân vân vân, và Việt Nam thì ở bên trong này. Thì một lát nữa em sẽ nói lại, ở đây chúng ta có một vài cái nước khác, chúng ta có này, đấy, Ả Rập Saudi này, đây nhá anh em có thể thấy Bahrain, Iraq này, đấy, Jordan, Kuwait này, đó là những cái thị trường mà có thể bọn em sẽ nhập về đấy. Thì cho nên là anh em bảo là tại sao lại lúc thì hộp này, lúc thì hộp kia, thì là do bọn em nhập sale từ các thị trường này. Đấy, ví dụ như là ở châu Mỹ này, chúng ta có Argentina này, chúng ta có Brazil, Bolivia này, Chile vân vân. Nói chung là rất là nhiều thị trường anh em nhé. Đấy, mỗi thị trường nó sẽ ghi là châu Âu này, chúng ta có này, đấy, Bulgaria, Croatia vân vân. Đấy, thì nói chung là đó là những cái thị trường mà sau này thì mỗi một thị trường thì nó sẽ có một phiên bản hộp, nó cũng có thể nói là khác nhau. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ quan tâm hơn về cái cuốn sổ bảo hành của chúng ta về thị trường châu Á. Thì thị trường châu Á thì có rất là nhiều thị trường rồi, thì em sẽ nói tập trung về Việt Nam nhé. Đấy, Việt Nam thì chúng ta có đây. Đấy, đó là cái Galewatt nha anh em nhé. Đấy, thì trên cuốn sổ bảo hành này nó sẽ ghi luôn là địa chỉ của cái công ty nhập khẩu này. Thì thực chất cái công ty nhập khẩu này nó tên là Tân Hải Minh ở tầng 2 41 Thi Sách. Tuy nhiên cái công ty mà nó đăng ký quốc tế thì tên của nó là Galewatt nhé, Service Center anh em nhé. Đấy, ở đây này, tầng 2 này, 41 Thi Sách này, Hai Bà Trưng này, đấy, Hà Nội. Đây, số điện thoại anh em nhé, anh em có thể tìm thấy ở đây số điện thoại. Đấy, thì nó ghi rất là đầy đủ, và cái trang web của thằng Tân Hải Minh Galewatt này nhé. Thì có rất là nhiều anh em hỏi tại sao lúc thì là Tân Hải Minh, lúc là Galewatt. Thì Tân Hải Minh nó là cái tên của công ty, còn cái tên mà quốc tế để giao dịch quốc tế thì nó sẽ tên là Galewatt Service Center. Đấy, đó là cái Galewatt anh em nhé, còn Service Center nó là trung tâm. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có những cái địa chỉ về phân phối của thằng Galewatt này. Thì chúng ta có ở tầng 2 41 Thi Sách này, chúng ta có ở 156 Nguyễn Khánh Toàn này, chúng ta có 393 đấy đấy đấy, nói chung là 5 cơ sở đấy, với 2 cơ sở ở Hà Nội và 3 cơ sở ở Hồ Chí Minh. Thì đây là những cái cơ sở mà sau này nếu mà anh em mua con Orion SK 2019 bên em thì anh em có thể mang trực tiếp qua bên này để bảo hành, hoặc là anh em có thể gửi cho em để em mang qua bảo hành hộ. Thì đấy, đó là về những cái thông tin mà tại sao ấy chiếc Orion SK 2019 này lại có giá cao hơn một chút so với bản sách tay, là bởi vì bọn em nhập khẩu trực tiếp tại Galewatt luôn, cho nên là cái giá nó sẽ đội lên một chút. Tuy nhiên anh em để ý nhé, chiếc này thì hiện tại bên Galewatt cũng như là một số các store khác nó vẫn đang bán với mức giá là gần 7 triệu. Đấy, khá là cao. Tuy nhiên thì chiếc này thì hiện tại bọn em đang phân phối với mức giá rẻ hơn một chút. À, cũng khá là nhiều đấy. Tức là bọn em đang phân phối chiếc này với mức giá là 5 triệu 7. Nó rẻ hơn khoảng 20-30% với store, tuy nhiên với cái chế độ bảo hành thì hoàn toàn giống nhau, và anh em sẽ được hỗ trợ thêm 1 năm nữa so với hãng. Thì chiếc này nó sẽ được bảo hành 1 năm anh em nhé, để được bảo hành miễn phí 1 năm. Tuy nhiên thì khi mà mua của em thì mức giá thứ nhất là nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với mức giá ở store. Thì thay vì cái mức giá gần 7 triệu thì mức giá hiện tại bên em đang phân phối với mức giá là chỉ 5 triệu 7 thôi, tốt hơn rất là nhiều. Mà lại cùng chính sách hơn nữa, anh em thay vì bảo hành 1 năm chính hãng nhé, thì khi mà kết thúc bảo hành 1 năm chính hãng thì bọn em sẽ bảo hành thêm cho anh em 1 năm nữa. Đấy, tại shop. Thì về cái chính sách bảo hành của hãng thì rất là nhiều anh em cũng hay hỏi. Thì chính sách bảo hành của hãng thì họ sẽ bảo hành miễn phí tất cả các lỗi, riêng rơi vỡ họ sẽ hỗ trợ 50%, và chính sách của em cũng vậy.
Thì sau này nếu mà có vấn đề gì thì anh em có thể liên hệ em để được tư vấn thêm. Nói chung là về cái mức giá, về cái đồng hồ thì em có nói rồi đấy. Đây toàn bộ full box của một chiếc Orient SK 2019 đây anh em nhé. Đấy, toàn bộ full box của một chiếc Orient SK. Chúng ta có hộp thiếc này, chúng ta có vỏ hộp trắng này, chúng ta có sổ bảo hành này, chúng ta có tem của Tân Hải Minh này, chúng ta có mã số xác thực. Đấy, toàn bộ full box của một chiếc Orient SK 2019, à màu hồng cái sen ở đây. Để anh em có thể phân biệt được là tại sao những cái chiếc SK mà hiện tại đang bán trên thị trường trôi nổi với mức giá 1,5 triệu, 2 triệu thì có phải là hàng chính hãng hay không, thì em cam kết đó là không. Bởi vì nói thật sự là thứ nhất, anh em có thể tự phân biệt được bằng màu này, bằng những cái thiết kế ở đây. Và đối với bản quốc tế nhé, bản sách tay của em thì nó sẽ không có những cái xác thực như thế này. Còn đối với bản quốc tế thì nó đầy đủ luôn, là anh em có thể tự kiểm tra luôn. Và cái thứ hai là chắc chắn nó sẽ không bao giờ có những cái full box như thế này. Chúng ta nó sẽ không có cuốn sổ bảo hành, chúng ta nó sẽ không có hộp tiếp, nó sẽ không có thêm cái mã số xác thực đấy. Và với cái mức giá 1,5 triệu, 2 triệu thì hoàn toàn anh em đã gặp một con hàng fake. Và chất lượng của những cái con hàng fake thì anh em cũng biết rồi, nó chỉ dùng được vài tháng là nó sẽ hư. Rất là nhiều anh em bảo là cái con hàng này thì nó không phải là hàng fake mà nó là hàng cổ. Thì em nói thật sự là những cái chiếc đồng hồ Orient SK 2010, những chiếc đồng hồ Orient SK 1970 và đến hiện tại thì chắc chắn anh em sẽ không kiếm được một con chiếc Orient SK nào mới hoặc là xước răm, chứ đừng có nói là đã mới cắm được. Đấy, cho nên là anh em đừng có nghe những cái vấn đề, đừng có nghe những cái quảng cáo nghe rất là vớ vẩn. Ví dụ như là 1,5 triệu, 2 triệu nhưng mà là hàng cổ. Em nói thật sự là nếu mà bây giờ để mua một chiếc Orient SK 1970 có hơi xước một tí thì nó là rơi đến cả 100 triệu, bởi vì đó là mang cái tính sưu tầm. Chứ còn với cái mức giá 1,5 triệu, 2 triệu thì chắc chắn là không có đâu ạ. Mà lúc mà nó một lúc mà nó trưng ra đến tầm 20-30 con và lúc nào hỏi nó cũng sẵn sàng thì nó thật sự là nó là một cái điều gì đó nó hơi vô lý và nó đánh lừa người tiêu dùng. Thì nó thật sự là em rất là phẫn nộ về những cái vấn đề đấy. Hơn nữa nó sẽ có một cái thông tin hơi buồn về cái bản Orient SK 2019 này. Thì sang năm 2020 thì Orient đã thông báo là sẽ ngừng sản xuất Orient SK phiên bản 2019 theo dạng thương mại. Vì vậy, nếu mà sau này, nếu mà hiện tại mà anh em đã ưng rồi, đã muốn một chiếc Orient SK 2019 bản quốc tế full box như em vừa nói, với mức giá 5 triệu 7 tốt hơn giá hãng rất là nhiều nhé, nó phải rơi tầm 20, hơn 20% đấy, thì anh em nên nhanh tay và gọi điện cho em mình từ trước để chốt đơn. Bởi vì sau này thì chắc chắn là sẽ rất là khó để kiếm cho mình một chiếc Orient SK 2019, và nếu có cũng sẽ là một cái mức giá rất là cao, nó sẽ làm cho mình tốn kém một cái khoản chi phí rất là lớn. Còn mọi cái thông tin giao dịch thì em có để ở cái số điện thoại cũng như phần mô tả phía bên dưới, như Facebook này, Zalo này, số điện thoại để cho anh em có thể tiện giao dịch cũng như là địa chỉ cửa hàng anh em nhé. Xin chào anh em.